Trâm Sang xin mến chào toàn thể đại gia đình, chúc đại gia đình dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc các bác nông dân một mùa bội thu nha. Nay Sang lên được một con ghê 3.500 ha. Như khách hàng nào, mấy anh nào hôm bữa giờ yêu cầu lên con 3.500 thì bữa nay Sang lên một con gọi là đẹp xuất sắc cho mấy anh nha. Làm gen hon, kumasu làm gen của nó ha. Lam này là 16, nghĩa là 5 tắc nha cả nhà. Đây, cho cả nhà xem một vòng. Cái máy này thì nó đẹp, gọi là đẹp ha. Thông số kỹ thuật của máy như sau: máy là 35,3cc, sản xuất 2001 hay gì đấy. Đó, nó nặng là tầm khoảng 3,5-4kg ha. Đó, máy này thì còn rất là mới. Để Sang cho cả nhà xem cái lọc gió bên trong máy nha. Đây ha. Máy này thì nó có bong bóng xăng phụ nè, le tự động nè. Đây là le tự động. Đó, nó sẽ tự động nhảy vô. Đây là bong bóng xăng phụ. Máy này thì thích hợp cho ai mà đang tìm kiếm hoặc là sử dụng gia đình ha, rất hợp lý. Đó, nhẹ gọn, giá thành cũng vừa xài. Đây, máy còn rất là mới. Đây, lọc gió của nó rất mới. Bình xăng zin, bình xăng quanh bột ha, như cả nhà đã thấy trên màn hình. Đó, đẹp chưa. Đó. Rồi bây giờ Sang sẽ mời cả nhà xem chi tiết bên trong của máy nha. Đó, ai thích máy này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, nằm mép bên tay phải ha. Số điện thoại của Sang có Zalo, cứ liên hệ gặp trực tiếp Sang. Đó, máy này Sang sẽ báo giá luôn là nó sẽ trên 3 triệu chút xíu ha. Còn khách hàng nào muốn biết 3 triệu mấy á thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp Sang nha. Đó, máy này thì còn rất là đẹp cực kỳ ha. Giờ Sang sẽ mời cả nhà xem nội thất bên trong máy nha. Đây là lốc của con Komatsu G3500 ha. Mấy anh thường thường gọi tắt là G350 ha, nhưng mà nó là G3500. Đó, máy nhà băng nhà con này thì nó còn một cái mới kêu bằng là cực kỳ mới nha. Bây giờ Sang sẽ cho cả nhà xem chi tiết bên trong nha. Ấm xích vô trong chút xíu. Đây, Sang sẽ thắp xuống chút xíu để lấy nét lại. Như cả nhà đã thấy trên màn hình, cái vân nồng nha vẫn còn, cả nhà thấy ha. Đó, vân nồng còn là, như cái nhà biết cái máy là cực kỳ ít xài, thấy không, vân nồng còn khá là ok. Rồi tới cái vân bê tông còn dành dặn luôn, máy này cực kỳ ít xài ha. Đó, còn nói gì nữa giờ. Rồi cả nhà tự cảm nhận nha. Đây, danh hòn ha. Máy này thì nó quá mới rồi nên khách hàng nào chốt được thì chốt nhanh sớm nha. G3500 thường thường gọi là G350 ha. Rồi, mời cả nhà xem tiếp video. Vừa qua thì cả nhà đã xem được cái nội thất bên trong máy ha. Bây giờ Sang sẽ tiến hành cho nổ nha. Máy này thì nổ một cách êm ái nhẹ nhàng, vì đơn giản cái máy này nó tích hợp sẵn là chụp giật là trợ lực nha. Máy này nói chung là sử dụng gia đình thì nó quá hợp lý rồi, quá ok nha. Đây, tiếng chạy gần như là không nghe ha, chạy rất là êm. Đó, tại gia đình là khỏi sợ gì hết. Bình xăng đây, xăng pha nhớt đây, còn này là nhớt gà lưỡi ha, nhớt ghim của nó còn. Chạy nghe rất là êm ha. Đó, này là mấy chị em có thể là mấy chị có thể là giật xài được luôn ha, giật rất là nhẹ, trợ lực giật rất là nhẹ ha. Đó, rồi video đến đây đã kết thúc. Ai thích máy này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang ngay và liền luôn nha, để chốt con máy này Komatsu G3500, giá sẽ là trên 3 triệu chút xíu ha. Đó, rồi video đến đây kết thúc. Chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp Sang ha. Và thấy video này hay thì nhớ like cho Sang một like. Đó, để ủng hộ ha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại đại gia đình trong video kế tiếp. Bye bye.